Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Orange County phải tốn đến 400 năm triệu Mỹ Kim bởi vì không báo cho cảnh sát về vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Orange County sẽ phải trả 4.5 triệu Mỹ Kim để dàn xếp vụ nhân viên dịch vụ xã hội của quận Hạt bị kiện vì không báo cho cảnh sát biết môi trường một trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục vào năm 2011, để cho tình trạng này kéo dài cho đến 6 năm. Theo tờ báo OC Register đưa tin, số tiền dàn xếp được Hội đồng Giám sát quận Cam chuẩn thuận trong buổi họp kín vào hôm thứ Ba. Sau hơn 10 năm, nhân viên cơ quan dịch vụ xã hội Orange County phớt lờ đơn của một người mẹ tố cáo hai đứa con trai 5 tuổi và 1 tuổi bị ông Alex Beltran, là bạn của gia đình bên chồng cô, lạm dụng tình dục. Ông Christopher Tyler, luật sư đại diện cho gia đình của nguyên đơn, cho biết gia đình này đã mất niềm tin đối với hệ thống dịch vụ xã hội và quận Hạt, cũng như số tiền dàn xếp làm cho họ hy vọng là chuyện này sẽ không xảy ra với bất kỳ ai khác. Số tiền dàn xếp sẽ giúp cho hai đứa trẻ bị lạm dụng trong vụ này được điều trị tâm lý. Hiện nay chưa rõ còn nạn nhân nào khác bị lạm dụng tình dục trong vụ việc trên hay không. Tuy nhiên, bà Katrina Foley cho hay, Hội đồng Giám sát Orange County không lo lắng về việc chấp nhận trả tiền dàn xếp vụ này sẽ khiến cho quận Hạt vướng vào vụ khác vì tình tiết trong vụ này rất cụ thể. Ông Don Wagner, giám sát viên của đại diện địa hạt số 3, bỏ phiếu phản đối số tiền dàn xếp này, cho rằng lẽ ra quận Hạt có thể tốn ít hơn. Cơ quan dịch vụ xã hội Orange County đã từ chối nhận xét về vụ việc. Nước biển Florida nóng hơn 100 độ như bồn tắm nước nóng. Giữa lúc hầu hết nước Mỹ nóng hừng hực, một hiện tượng bất ngờ xảy ra ở Florida khi phao đo nhiệt độ ngoài khơi tiểu bang này cho thấy nước biển trong 2 ngày liên tiếp nóng từ 100 đến hơn 101 độ F, tức 37 đến 38 độ C. Để so sánh, nhiệt độ trung bình trong bồn tắm nước nóng là từ 100 tới 102 độ F. Mặc dù hai con số đó có thể là bất thường hoặc do máy bị hư, nhưng những phao xung quanh cũng đo được nhiệt độ cao tương tự. Cụ thể là 99,3 độ F ở Murray Key và 98,4 độ F ở Johnson Key. Từ đầu tháng 7 tới nay, nước biển ở khu vực đó của Florida nóng từ 92 tới 97 độ F. Dù nhiều kỷ lục về nhiệt độ nước biển đã xảy ra ở đó suốt một tháng qua, số đo nhiệt độ này vẫn làm nhiều chuyên gia ngạc nhiên. Nhiệt độ nước biển ở Florida hôm Chủ nhật và hôm thứ Hai có thể phá kỷ lục nhiệt độ nước biển nóng nhất thế giới. Mặc dù không có hồ sơ chính thức về nhiệt độ nước biển thế giới, nhiệt độ nước biển 99,7 độ F từng xảy ra ở Kuwait Bay được xem là kỷ lục thế giới hiện tại. Tình trạng đại dương ấm lên từ năm 1991 làm tăng gấp đôi số lượng đại dương trên thế giới, được dự báo có nước biển nóng vào tháng 9 năm nay, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết. Theo dự báo, hồi tháng 6, 50% số đại dương toàn cầu có thể có nước biển nóng từ nay tới tháng 9. Và sau đây là bản tin cuối, thưa quý vị. Một phụ nữ khỏa thân bắn súng loạn xạ ở khu San Francisco. Cảnh sát tuần tra cao tốc tiểu bang California vừa ghi nhận được một trường hợp tài xế cầu thả ở trên đường cao tốc I-80 chạy về hướng đông vào chiều ngày thứ Ba 25 tháng 7. Tài xế này là một người phụ nữ được camera quay lại trong tình trạng khỏa thân và có vũ khí. Theo cảnh sát, người phụ nữ này dừng xe trên cầu Bay nối giữa San Francisco và Oakland, ra khỏi xe, cầm dao la lối về phía những tài xế khác. Sau đó bà này lại vào xe, lái tới quầy thu phí đi đường thì dừng lại một lần nữa, xuống xe ở trong trạng thái không có mảnh vải che thân, tay cầm súng và bắt đầu bắn chỉ thiên cũng như là bắn vào những chiếc xe khác. Cảnh sát đã bắt giữ bà này và đưa đi bằng xe cứu thương. Một vài lần đường bị chặn để cảnh sát tìm kiếm vỏ đạn, gây ra kẹt xe trong thời gian dài và không có thương tích nào được ghi nhận. Danh tính của người phụ nữ không được công bố. Hiện nay chưa rõ rằng vì sao mà bà này lại có hành động như vậy. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an. Xin kính chào tạm biệt.